Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh nhà đất Đăng Long 48 của em nhé. Hôm nay em quay giới thiệu cho các bác một cái mảnh view hồ này rất là đẹp, nằm ngay khu dân cư, đất bằng đẹp, một cái mảnh view hồ rất là thích hợp cho bác nào mà làm nhà yến hoặc là mình nằm nghỉ dưỡng nhé. Và đây là đường ranh của mảnh đất, tổng diện tích của mình đây là 2 hectare. Đất mình đây thì cách con đường bê tông rơi vào khoảng 200 m. Quanh đây dân cư ở khá là đông. Trước mặt em đây là khu dân cư các bác nhé. Thì từ cái mảnh đất này cách khu dân cư đông đúc thì rơi vào khoảng 500 m. Đất mình đây thì cách con đường tỉnh lộ 681, là cái con đường này là đường liên thông giữa hai huyện, giữa huyện Đắk Lấp và huyện Tuy Đức, là cách con đường tỉnh lộ 681 thì rơi vào khoảng gần 1 km là tới cái con đường tỉnh lộ. Và từ cái mảnh đất này là cách trung tâm chợ, trường học, ủy ban thì rơi vào khoảng hơn 2 km, một cái mảnh đây rất là thuận tiện, xe ô tô, xe tải đi vào tận nơi. Trên cái đầu của mảnh rẫy của mình là giáp với con đường bê tông, cách vài hàng cà phê là tới cái mảnh rẫy của mình. Nếu bác nào mà thích đi đường bê tông xuống thì mình mua một con đường đi xuống nhé. Hiện tại trên đất của mình đây là đã có máy móc ống tưới đầy đủ. Đất mình đây là đất đỏ ba gian. Hiện tại trên đất là đang trồng cà phê. Cà phê này là mới được 1 năm tuổi. Và giá bác chủ nhà bán cái mảnh đất này là 2 tỷ 2. 2 tỷ 2 là còn thương lượng với chủ nhà các bác nhé. Bên này thì sổ sách đầy đủ hết, sổ hồng, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Bác nào mà có xem hình sổ của mảnh đất này thì kết bạn em Zalo số điện thoại 0969 780 789, em gửi hình sổ cho các bác xem. Và địa chỉ của mảnh đất mình đây nằm trên địa bàn xã Đắk Đứt Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đất mình đây thì cách trung tâm huyện thì rơi vào khoảng tầm 10 km, cách con đường quốc lộ 14 cũng như là thị trấn Kiến Đức thì khoảng tầm hơn 10 km các bác nhé. Một cái mảnh đất khá là thuận tiện, rất là thích hợp cho bác nào mà làm nhà yến này hoặc là mình mua nghỉ dưỡng. Cái mảnh đất của mình đây là quay hướng chính tây, khuất gió hoàn toàn nên là rất là phù hợp cho bác nào mà trồng cây ăn trái. Đất này nhẹ, rất là đẹp. Dân cư sống ổn định. Và bác nào mà yêu thích cái mảnh đất này thì nên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 394848 hoặc kết bạn em Zalo số điện thoại 0969 780 789 để dẫn các bác vào xem cái mảnh đất này nhé. Hiện tại thì trên đất của mình đây là chưa có nguồn thu. Cà phê tơ là mới trồng được 1 năm tuổi. Xung quanh cái hồ này thì cũng có rất là nhiều anh chị ở xa như ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước mua khu vực trên đây để nghỉ dưỡng rất là nhiều. Từ cái mảnh đất này thì cách đường điện thì vài trăm mét thôi. Bác nào mà mua cái mảnh đất này mà ở tại chỗ thì kéo đường điện thoải mái nhé. Và em xin nhắc lại cái mảnh đất của mình đây nằm trên địa bàn xã Đắk Rơ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Tổng diện tích là 2 hectare. Sổ hồng, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Giá bán là 2 tỷ 2 còn thương lượng. Đất mình đây thì cách trung tâm xã, chợ, búa, trường học thì rơi vào khoảng hơn 2 km. Cách con đường nhựa liên huyện là con đường tỉnh lộ là gần 1 km. Đây, trước mặt em đây là cái con đường tỉnh lộ các bác nhé. Cái mảnh view hồ này thì cũng khá là thoáng. Đường đi lại thuận tiện.
Hiện tại là bây giờ mình đi đường núi giáp chân dưới hồ, là đường cấp phối đường 3,5 m. Còn bác nào mà muốn đi đường bê tông thì trên đầu của mảnh rẫy của mình là cách khoảng tầm 4 hàng cà phê, 4, 3 cho tới 4 hàng cà phê là đất của người khác. Thì bác nào mà muốn mua mua cái mảnh đất này thì mua một con đường ở phía trên đầu đường bê tông đi vào trong mảnh rẫy của mình thì khá là thuận tiện nhé. Dân cư thì rất là đông. Bác nào mà yêu thích cái mảnh đất này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình. Và các bác xem xong thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Sau đó nhấn hình quả chuông để tiện theo dõi những video sau của em nhé.